Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 3 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin quan trọng, câu chuyện thành công của thuyền nhân Đắk Lắc Đỗ và phóng sự cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Đảng Dân Chủ Hà Viện mở cuộc thăm dò mới về Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ đã mở ra cuộc điều tra mới về Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai, Cuộc điều tra có thể ảnh hưởng xấu cho Tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2020 và cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler cho biết, hội đồng của ông đã gửi yêu cầu đến 81 người thân cận với Tổng thống cùng các cộng sự của Tổng thống Trump và đang bắt đầu tiến hành điều tra về khả năng gây cản trở công lý, tham nhũng và lạm quyền. Cuộc điều tra có thể dẫn đến một cuộc luận tội. Các nhà lãnh đạo Đảng dân chủ đã cam kết điều tra và xem xét các báo cáo của Robert Mueller. Ông Nadler cho biết, các yêu cầu tài liệu với hàng chót phản hồi ngày 18 tháng 3 là cách để xây dựng hồ sơ công khai. Ông nói trong những năm qua, tổng thống Trump đã trốn tránh trách nhiệm trước những vi phạm quy tắc pháp lý, đạo đức, hiến pháp của chúng ta. Điều tra các mối đe dọa là nghĩa vụ của Quốc hội và trách nhiệm của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Tổng thống Trump đã bác bỏ cuộc thăm dò của ông Nadler. Cuộc thăm dò riêng biệt của Quốc hội xoay quanh tổng thống được công bố hôm thứ Hai bởi ba chủ tịch đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, nhằm đạt được các thông tin trò chuyện giữa tổng thống Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin. Ủy ban tư pháp đã gửi yêu cầu cho 81 cá nhân và thực thể liên quan đến tổng thống Trump, tòa bạch ốc, doanh nghiệp và chiến dịch của tổng thống. Bộ trưởng tư pháp William Barr sẽ giám sát cuộc thăm dò của ông Mueller. Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói rằng sẽ tự mình giám sát cuộc điều tra nghi án Nga của ông Robert Mueller hôm thứ Hai sau khi tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Kerry Kupi cho biết các quan chức đã khuyên ông Barr can thiệp cuộc điều tra của ông Robert Mueller và ông Barr đã quyết định nghe theo lời khuyên mặc dù trong phiên điều trần xác nhận hồi tháng 1 Ông Barr đã tìm cách xoa dịu những lo ngại rằng ông có thể can thiệp hoặc phá bỏ cuộc điều tra của ông Mueller khi cuộc thăm dò đang dần đi vào giai đoạn cuối. Một số đảng viên dân chủ tỏ ra lo ngại. Trích dẫn một biên bản trước đó của ông Barr gửi cho Bộ Tư pháp và luật sư tòa bạch ốc cho biết ông đã chỉ trích cuộc điều tra của ông Mueller trước khi nhậm chức bộ trưởng. Trong phiên điều trần, ông Barr đã xoa dịu mối lo ngại và nói rằng ông đã có định kiến với cuộc điều tra ông tuyên bố sẽ tham khảo các ý kiến của các quan chức đạo đức về việc liệu ông có nên can thiệp cuộc điều tra hay không nhưng quyết định cuối cùng sẽ tuân theo hướng dẫn và quy tắc của bộ tư pháp ông moore tuyên bố miller đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc cuộc điều tra ông cho biết ông sẽ tiết lộ nhiều thông tin nhất có thể về cuộc điều tra của ông miller trước quốc hội và công chúng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ông Miller sẽ gửi báo cáo bí mật cho ông Barr dựa trên báo cáo của ông Miller. Ông Barr sẽ chuẩn bị báo cáo của riêng mình để công bố cho Quốc hội. Điều này dẫn đến lo ngại rằng các thông tin thực tế trong báo cáo của ông Miller sẽ không được công khai. Trước đó, Tổng thống đã tấn công và sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions vì đã tuyên bố không can thiệp vào cuộc điều tra của ông Miller với lý do từng làm việc cho chiến dịch Tổng thống Trump. Matthew Whitaker lên thay thế ông Sessions vào tháng 11, nhưng sau đó cũng bị sa thải vì tuyên bố không can thiệp vào cuộc thăm dò của ông Miller. Tiếp theo là câu chuyện thuyền nhân Đắk Lắc Đổ do Minh Thúy trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đắc Lắc Đỗ, câu chuyện người Việt tị nạn thành công tại Hoa Kỳ, được tờ báo Dayton Daily News loan tải. Đắc Lắc Đỗ cho biết là ông đã vượt biên, thoát khỏi miền Nam Việt Nam vào năm 1980 và bắt đầu làm việc rửa chén trước khi trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Springboro. Đắc Lắc Đỗ năm nay đã 61 tuổi, kể lại câu chuyện của mình Tại Oya, miền Nam Việt Nam, những năm 1950, cha mẹ của tôi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ cho đến khi Cộng sản bắt việc thâu tóm đất nước, buộc gia đình tôi phải ra đi vào vùng kinh tế mới. Mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng sau đó gia đình đã khai hoang, lập thành một trang trại trồng nhiều loại cây. Nhưng sau đó Cộng sản lại đến tước đoạt mọi thứ của gia đình tôi. Ông Đắc Lắc Đỗ cho biết vì tuyệt vọng, cuối cùng ông đã chuyển sang bán hàng, tại một chợ đen nhằm tích lũy dành tiền vượt biên. Cuối cùng ông đã đến Indonesia. Ông Đắc Lắc đổ nhớ lại, 6 ngày 6 đêm trên một chiếc thuyền vượt biên nhỏ với 160 người. Tôi và anh trai của tôi toàn là đứng vì không có chỗ ngồi hoặc nằm. Hai ngày sau khi lên đên trên biển, chúng tôi không còn sợ nữa vì chúng tôi nghĩ là mình đã chết. Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của Hoa Kỳ tại trại tị nạn ở Indonesia, ông Đỗ và anh trai cùng với cháu trai đã dành thời gian học tiếng Anh. Sau đó, ông được một người họ hàng tên là Quý Đỗ tại Dayton Bảo Lãnh. Tháng 11 năm 1982, ông Đỗ cùng với anh trai và cháu trai chuyển đến sống tại một căn nhà ở Cathering. Ông Đắc Lắc Đỗ cho biết là ông đã nhận công việc rửa chén cho nhà hàng Bob Evans gần Delco Park và một nhà hàng Trung Hoa gần đó. Ông Đắc Lắc Đỗ cho biết vào năm 1990, ông đã lẻn vào Việt Nam để kết hôn cùng với người bạn gái đã quen từ năm 1978 và sau đó đưa bà đến Dayton, Ohio. Khi đến Hoa Kỳ, ông đã theo học tại Sinclair College, một trường đại học cộng đồng chương trình 2 năm với chuyên ngành cơ khí. Sau khi tốt nghiệp vì không thể kiếm được việc làm, nên ông đã chuyển đến Houston và làm thợ hàng. Người anh lớn của ông, Dacklax, đã học tiếp đến bậc thạc sĩ và được nhận vào làm cho một xưởng sản xuất công nghiệp quốc phòng với mức lương cao đủ sống. Nhờ vậy, sau đó ông Dacklax chuyển về Catherine và tiếp tục học tại Đại học Dayton. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1989 với tấm bằng kỹ sư cơ khí, ông đã chuyển sang làm việc cho C.H. Masland một công ty thảm ở Callao, Pennsylvania. Sau đó ông Đắc lắc đổ lại chuyển đến Ohio để làm việc cho Lebanon tại Amtax, một công ty liên doanh của Masland và hai AC Talent của Nhật Bản. Năm 1996, ông rời khỏi Amtax và bắt đầu mở công ty Advanced Engineering, sản xuất phụ tùng cho hãng Toyota và các nhà sản xuất xe hơi khác. Mở ra lộ trình thành lập AISI và AESI. Nguyên văn ông Đắc Lắc Đỗ đã chia sẻ, I want the people to look at me say, he did not come here to live off the system. Tôi luôn muốn đóng góp hoặc làm điều gì đó cho xã hội. Tôi đã đến Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã tiếp nhận, giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn. Giờ đây, tôi cảm thấy mình cần phải đền đáp công ơn cho đất nước này. Hiện doanh nghiệp của ông Đỗ nằm trong top 10 nhà tuyển dụng hàng đầu của Springboro với quy mô 160 nhân viên. Các phụ tùng do công ty sản xuất được dùng lắp ráp cho xe hơi Chrysler, BMW, Volkswagen và General Motors. Ông Đỗ cho biết doanh thu hàng năm của công ty khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, ông vẫn không dừng tại đây. Ông dự tính sẽ mở thêm hai cơ sở sản xuất ở Springboro, xây thêm công viên và một nhà máy mới ở Franklin để tiến vào thị trường hàng hải và hàng không không gian. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có dịp đến Dayton, Ohio, quý vị vào thăm công ty AISI và AESI cũng là dịp chiêm ngưỡng hai kỳ đài, nơi ngọn cờ vàng quốc gia Việt Nam nương gió tung bay trên vùng trời tự do. Minh Thúy xin kính chào và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. vừa nhận được thông tin anh Phạm Minh Tâm tốt nghiệp West Point năm 1974, sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 25. Anh Tâm là người quốc tịch Việt Nam duy nhất tốt nghiệp tại West Point cùng với khóa của tướng David Petraeus. Anh Tâm vừa mãn phần tại Bethesda, Maryland vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Anh bị thương sau tai nạn tại corner Montgomery Village Avenue và Mid-County Highway vào ngày 10 tháng 2 năm 2019. Hôm thứ Hai, chúng tôi có đến ba trụ sở cảnh sát Gedevert và Montgomery County thì được biết vụ án còn trong vòng điều tra. Hơn nữa, hệ thống computer bị đau nên chưa được print records của cảnh sát. Chúng tôi sẽ cập nhật bản tin của anh Phạm Minh Tâm khi có thêm tin tức của gia đình hay sở cảnh sát. thưa quý vị chương trình bản tin hoa Thịnh đốn đến đây xin tạm ngừng chúng tôi sẽ tiếp tục phần hai sau phần thông báo và quảng cáo